các bạn đến với bài học về điệu phốc nha. Cái điệu phốc này nó khá là dễ, nên là định nghĩ là trong cái buổi này là nhiều bạn, nhiều khi mà mình coi clip từ trước rồi thì nhìn chắc là làm được. Và mình sẽ lấy ca khúc đại diện là người đến từ Kiều Châu nha. Ngoài ra thì nó có rất nhiều cái ca khúc, những cái nhạc hành quân cách mạng, những cái nhạc mà chúng ta có thể thấy là nó rất là đa dạng đó. Những cái bài mà sôi động, những cái bài mà nghe cái tính chất hành khúc nó hào hùng là một tí là chúng ta có thể bỏ điệu phốc vào. Giờ như là đáp gì vậy? Rất nhiều bài nha. Rồi bây giờ mình sẽ ứng dụng đúng một bài thôi để mình tập cho cái khóa guitar căn bản này. Chúng ta sẽ học về người đến từ Triều Châu. Đầu tiên là định sẽ chỉ các bạn cách để tạo thành điệu một cách căn bản nhất. Đơn giản cái điệu này chúng ta chỉ tạo hai bậc bùm. Nó là 2-4 thì bùm, chát, bát phụ, chát, bùm. Nhịp sẽ như vậy nha các bạn. 1, chát, 2, chát. 1 là bát chính, 1, chát, 2 là bát phụ, 1, chát, 2, chát, 1, chát, 2, chát. Rồi cái này là mình cũng nhắc từ mấy tập đầu rồi, nhưng mà bây giờ tới giờ bạn nhớ nha. Cái tay mình định sẽ nhắc lại là cái tay mình các bạn đừng có giật nó lên. Giật nó lên nhìn sẽ rất xấu và âm thanh không có hay. Chúng ta sẽ cố gắng là để cho nó khung nguyên này nè. Chát nè, bùm chát, bùm chát. Cái tay để nó khung nguyên nè. Khép ba ngón lại và khẩy lên bằng hai cái đốt dưới thôi. Gấp nhẹ là vậy nè. Bùm chát, bùm chát, bùm chát, bùm chát. Rồi là... Rồi chúng ta thực tập với son trưởng. Thì nó bộ son trưởng, nó hợp bộ hợp âm này nó khá giống là với bộ hợp âm của Mi Thứ. Thì có những hợp âm rất giống. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh nè. Chúng ta điểm qua một số hợp âm có trong đây nha. Đầu tiên là son nè. Son chát si chát, son chát si chát, son chát si chát, son chát si chát. Bắt đầu là chúng ta có thêm một hợp âm là Si Thứ. Cái này thì hợp âm căn bản các bạn chưa học, nhưng mà nếu như mà đánh trong bài này á, bạn nào mình chưa chặn được cái này nè. Si Thứ thì đầu tiên định giới thiệu trước cái đã. Chúng ta sẽ chặn hết ở cái dây 2 này. Rồi chúng ta bỏ cái hợp âm lên là chặn dây 2 nè. Rồi chúng ta bỏ cái ngón 3 và ngón 4 vào dây số 3 và số 4, ngăn số 4. Rồi ngón 2 này chúng ta bỏ vào ngăn 3 của dây 2. Ok ha. Chúng ta bỏ vào dây 3 ngăn 2. Thì đây là cấu thành của là cái hợp âm Si Thứ rồi nha. Nếu bạn nào mà mình chưa bấm hợp âm chặn á, thì các bạn có thể dùng là Si Thứ bát rê. Đơn giản ta nè. Ngón 1 chúng ta bấm vào dây 1. Ngón 2 chúng ta bấm vào ngăn 3 của dây 2. Ngón 3 chúng ta bấm nốt Si của ngăn 4 dây 3. Nó dùng để tạm thôi nha, nó không hợp lý lắm đâu nha. Dù đi đến nơi nào vẫn nhớ quê nhà, đến bên kia đó dùng đỡ vẫn được. Còn nếu như các bạn bấm đầy đủ á, đến nơi nào vẫn nhớ quê nhà, si thì có thể là bát phụ phía trên hoặc bát phụ phía dưới tùy nha. Đến bên kia Mi Thứ không làm bối rối lòng ta, là thứ là chát mi chát. Một cái hợp âm là như định đã giới thiệu từ những bài trước á, bát chính sẽ là bát chủ của nó, bát phụ là bát kế bên. Như la là có thể lên hoặc xuống, với re là chỉ có đường đi xuống thôi chứ không có đường đi lên. Ta chát bùm chát bùm, nào ta hãy nắm tay nhau chát bùm, luôn rung bay trong cuộc đời. Đầy mưa gió mì chát si nè, đầy mưa gió chăn chút lo lắng khi mình có nhau. Cái khúc này á, thì thường các bạn mới tập đệm ấy nha, là mình cũng tập những cái tu ti này dần cho nó quen. Tại vì khi mà các bạn vào thực chiến á, là chắc chắn tới khúc này người ta cũng sẽ dần thôi.
dám yêu, dám liều, dám yêu tăng. Không dễ lắm các bạn, các bạn nhà lấy ngón tay chụm những cái phím bạn đánh xuống, hoặc là lấy hai ngón này đánh xuống cũng được. Dám yêu tăng, học âm son trưởng này. Dám liều, dám vượt hết tất cả để thành công. Lòng ta chăn đôi tay, phía trước quyền tiến lên. Muôn đời chắc bừng xứng dân chiều châu. Đối với những cái điều phốc á, thì khi chúng ta tập thật căn bản á, chúng ta sẽ không sử dụng được tiếng ngắt. Nhưng mà khi thực chiến á, là sẽ có xài cái tiếng ngắt nha các bạn. Khi ngắt là sao? Là khi chẳng hạn như mình đánh trong âm đây thì nó bị trống, mà những cái dây này nó rất khó để ngắt, nên người ta sẽ dùng son trưởng chặn nè. Khi đánh xong ta sẽ ngắt cái tiếng lên nhẹ cho nó hay nè. Cái này là để giới thiệu thôi nha, giới thiệu các bạn về từ về các khóa học nâng cao là sẽ có nha. Nó sẽ có một cái kỹ thuật để tập cái tiếng ngắt này. Sau khi các bạn là đã là bấm được những cái hộp âm chặn thì sẽ có kỹ thuật để các bạn sẽ luyện tiếng ngắt này. Tức là mình dở cái tay nhẹ ra. Các bạn thấy đang bấm như này, mình dở nhẹ nhàng ra, thả lỏng ra, và để cho nó đánh kêu xong ngắt, 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 đó ví dụ vậy. Thì khi vậy thì cái điệu nó sẽ trở nên phong phú hơn. Định sẽ làm mẫu thử thôi nha. Còn mấy bạn mới tập thì mình cũng cứ tập bùm chát, bùm chát, bùm chát, bùm chát, bùm chát, bùm. Cũng chưa cần phải ngắt đâu, nó nghe vẫn ok mà. Rồi. Tin ti 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 ti. Trong trái tim ta mặt trời sáng soi. Dám yêu tâm, dám liều, dám vượt hết tất cả để thành. Đó ok, để nhà ví dụ mẫu như vậy thôi. Thì khi tập cái điệu phốc này á, các bạn có những lưu ý sau trong cái bài này. Thứ nhất là những bạn đang tập căn bản, cố gắng tập từ chuyển từ son trưởng qua si thứ cho định nha. Tại vì cái hợp âm, cái bộ của son trưởng á, dính rất nhiều tới hợp âm si thứ. Các bạn sẽ coi lại cái thấy bấm nha. Chặn hết ngăn 2, bấm ngón 3 và ngón 4 vào ngăn dây 3 và dây 3 và dây 4, ngăn 4. Ngón 2 bấm vào dây 3 ngăn 2 và ngón 1 chúng ta chặn hết là dây như này. Ok nha. Thì cái này nó hơi khó cho mấy bạn mới tập, thì chúng ta cứ tập tạm tạm. 1 nè, chuyển nè, 1 nè, chuyển nè. Thì đương nhiên đối với những cái biến tấu của cái điệu phốc á, thì nó cũng rất là nhiều. Nhưng mà Định đang hướng dẫn là cái cách dễ nhất nha. Và cũng giới thiệu các bạn một vài cái biến tấu nó đi đằng sau nữa. Nhưng mà trên thực tế á, là người ta diễn, người ta sẽ đôi khi người ta sẽ dùng những cái giai điệu khác. Thậm chí người ta dùng các giai điệu country để đệm bài này cũng được. Chẳng hạn như ti 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 ti. Đó, thì những cái này nó nằm về những cái bài sau rồi, nó cũng khá là xa rồi. Rồi các bạn tập được cái bài này á, thì nếu mà bạn nào mà mình chăm chỉ á, thì cố gắng tập luôn cho Định những cái hợp âm chặn nè, và đánh cho rõ cái bass ra. Đến nơi nào vẫn nhớ quên nhà. Khi đánh á, chúng ta có thể đè ngón cái tay phải xuống này, thay vì đánh khẩy ra vậy thì mình đánh vô đến nơi nào vẫn nhớ quên nhà, đè nó xuống để cho cái âm nó dày hơn. Nói chung các bạn tập tới cái bài này rồi á, thì Định nghĩ là các bạn sẽ trôi qua cái bài này rất là nhanh thôi. Rồi chúc mọi người thành công với là cái điều phốc rất là dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau.